Chơi chơi, hai đứa ăn tối cùng nhau nữa hả con? À, hai đứa đang ăn tối cùng nhau quá hả? Thương dễ sợ không? Cười cười cái chén của con đâu? Cái chén của con đâu? Con đưa cái mỏ cho con ăn chung với Lucky luôn đi. À, của con đó hả? Đừng ăn nha, mẹ lại con đó. Thương không? Trời đất ơi. Như đôi bạn thân. Trời ơi, để sát cho Lucky ăn nè. Thương dễ sợ không? Gì đó đó? Làm gì đó? Trời ơi, bây giờ bò qua đây đó hả? Chịu không nổi với ba. Rồi con ăn cái đó đi con. Đưa cái mỏ vô, đưa nhẹ cái mỏ vô. Tưởng mẹ nói thiệt đi. Ê ê, đừng có nhìn nha. Nhìn là thấy nghi lắm rồi đó. Thèm lắm phải không? Ê ê ê ê. That's Lucky food. You can't touch it. Rồi để im nó đi con. Vỗ tay đi con, vỗ tay con khen Lucky ăn giỏi đi. Bỏ vô cho Lucky. Bỏ vô đi, bỏ vô cái dĩa cho Lucky đi. Bỏ vô. Đúng rồi, giỏi quá. Vỗ tay khen Lucky đi con. Ôm em đi đâu à? Hả? Ê, ôm em đi đâu vậy? Trời ơi, đi nằm cái bên Lucky nè. Coi có cái chịu đời nổi đấy hết đó không trời? Cái gì vậy ta? Sao dạo này sao có một cái mối quan hệ mật thiết với Lucky mà mẹ không thể nào tưởng tượng được con? Trời đất ơi, coi thương à. Buồn ngủ dữ lắm luôn rồi đó. Buồn ngủ mà nằm chán chờ Lucky ăn xong rồi chờ đợi chừng nào Lucky no bụng rồi mới yên tâm đi ngủ. Đúng không Trang? Thương dễ sợ luôn. Chịu đời nổi không? Thôi con đừng có vịn cái dĩa làm chi. Khỏi vịn. Đừng có dịnh cái dĩa làm chi, con sợ cái dĩa chạy đi rồi Lucky ăn không được hả? Trời ơi, bạn tốt quá luôn. Con rảnh quá, con lấy cái muỗng con đút vô miệng Lucky luôn đi. Làm vậy làm chi? Rảnh mà. Chịu đời nổi không? Trời ơi, trời ơi, nhét cho bạn ăn, nhét cho bạn ăn. Gì đó, ô, cởi mấy con đó ra hả? Trời ơi, coi được không? What you doing, JD? Hả? Cái đó là trò chơi đó hả? Chà, hay ta. Giỏi ta. Rồi, xong rồi. Rồi, bỏ vô. Bỏ chén vô ra đi. Bỏ hai chén vô cất. Bỏ vô cất. Cái đâu ạ? À? Thôi nghe, đừng có làm cái đổ cùng nhà. Cái này phải dọn nữa nha. Chạy đi, nó hết ăn rồi. Nghỉ rồi, nghỉ ăn rồi. Trời tốt vậy. Lucky là cuộc đời không sao giờ xả đói rồi. Có chay là cuộc đời Lucky ấm no hạnh phúc. Gì vậy? Rồi em cất cho mẹ đi. Đi đem ra kia cất đi. Nhớ để đem để đeo bao tay có được không? Lúc nào cũng vậy, lúc nào nhớ lúc leo lên nó làm bao tay hết. Trời ơi, giờ giống công nhân lao công quá này nè. Nha, giờ giống cô lao công quá nè. Rồi đem vô tới đó luôn. Rồi đi giờ đi sao đứt Lucky để cho Lucky ăn đó. Người ta sạch sẽ lắm. Đeo bao tay đàng hoàng. Để con chiếc thôi. Trời ơi thương không? Chăm đưa cho tới tận mỏ Lucky luôn chứ ơi. À, phải đeo bao tay trước khi làm gì phải đeo bao tay vô. Nó nghe là cái giới đó, cái đôi giới đó mà thúi là đeo một chút vô như là thúi tay luôn. Hey, let me see your face. Oh my god, you kidding me? Trời đất ơi, bởi vậy tao nói thiệt. Oh, she is not kidding. You, baby, you know who she learned it from? Julia. How did you know? Because you don't put on makeup. Baby. Why are you so... JD, give mommy the marker. Thank you. Đưa mặt mày coi. Face. Look at your face. Oh my god, cô chú thấy chưa cô chú? Rồi, cười đi chi. Lê lưỡi. Chu mỏ vậy hả? Rồi làm viên làm dáng coi. Nhăn răng ra. Nhăn răng
Trời đất ơi, con chịu đời nổi không? Chứ chơi Halloween đó cô chú. Mâm mâm. Mâm mâm. Rồi ngồi xuống mày cho mâm, ngồi xuống nàng hoàng. Ngồi xuống nàng hoàng mày cho mâm mâm nha. Mẹ. Hả mẹ Nga? Giỏi quá à. Ngon không? Ừ. Ngon hả? Ừ. Mẹ mới chiên trứng cho em cứ... à. Mở tủ lạnh ra hỏi muốn ăn gì. Nói muốn ăn trứng. Ừ. Họ phải hỏi nó ăn, nó ăn chứ không mấy lần không ép nó được đâu mẹ. Nó có cái chính kiến của nó đó, chứ không phải giỡn đâu. Không phải là mừng. Phải hả, hỏi cái nói là ép nó ăn, nó không có ăn là không có ép được đâu. Xong rồi. Đó, tự ăn đi. Tự ăn cho cô chú coi đi. Thấy chưa, mẹ đút ăn không chịu dần dành luôn rồi, thấy không? Úi trời 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 trời. Rớt rồi. Đây đây đây, mày đút cho. Mày đút cho. Rồi thôi tự đút đi. Đó, cô chú thấy chưa? Cô chú thấy chay tự ăn chưa? Đó, chứ cô chú thấy không? Mẹ đút mà chay không chịu luôn. Giờ chay tự chẳng có đút ăn, có ăn kìa. Có ăn nhìn thấy thèm không? Có ai thấy chay ăn cơm nhìn thấy thèm không cô chú? Đụng vô. Con có muốn mẹ giúp không? Hả? You want my help? Help. Đó, thấy chưa con gấp mà con toàn bị vậy không là sao vậy? Hả? Đây, đó, tùm lum tới đây à. Đây, đó, gấp vô. Đó, đúng rồi. Ngon không? Nhảy, ăn ngon quá vậy. Ăn ngon quá vậy à. Nó đâu ngon quá, nhảy cái nó nhảy lên nè. Con hứng cái tay con đừng có đổ con. Đổ đồ ăn uổng con. Trời quá giỏi luôn cô chú. Giỏi nhất làng luôn rồi. Ngon không con? Chay là giống như là ô kìa như cô Thấm luôn. Giỏi chưa? Ui cha ơi, mời cô chú ăn miếng đi. Đừng ở đâu ấy vậy. Này nó múc vô. Rồi cảm ơn nha. Đúng rồi, nhảy, đúng rồi, ngon rồi, nhảy, đúng rồi. Đổ nha, đổ nha. Úi trời đất ơi. Rồi, mẹ hứng được rồi, mẹ hứng được rồi. Ăn cơm không nữa. Rồi, mẹ không giúp, rồi, tự làm đi. Mẹ hứng nha. Ngon không? Hứng. Ngon không? Rồi, ăn. Giờ mà có xịt miếng nước tương cho nó cũng không chịu, mà giờ mà có xịt miếng nước nước cá thịt gì nó không chịu, nó ưng vậy đó. Ưng vậy đó. Nhớ. Ừ. Uống nước rồi mày lấy nước uống. Đó, ăn đi, có cái đứa tùm lum mà. Chay à, chay à, mày đập con ngay chay. Ăn nha, có giỡn nè. Nó giỡn như tôi đó. Trời ơi, giỡn như cô chú. Quá luôn. Trời ơi, đất ơi. Ngon không? Nhảy. Ngon là nhảy. Nhảy sao? Nhảy sao? Lắc sao? Đúng rồi. Thường quá trời thường. Nó ăn giống như là cô chú tưởng là mẹ nó bỏ đói nó. Ờ, lấy nước uống nha, nước uống nha. Nước uống nha. Ho nhẹ đó, uống nước đó. Ho bệnh miệng lại luôn kìa đó. Chắc đi học cô giáo dạy ho bệnh miệng đó. Nghe lịch sự lắm. À, rồi bây giờ ăn miếng cơm vô ngon lành nè. Nhiều quá. Trời ơi. Nữa hả? Nữa đó, còn đó, con ăn hết đi rồi nữa. Rồi, chay ăn gần hết rồi nè cô chú nè. Rồi xuống. Ôi trời ơi, đổ. Con làm này sợ quá chay ơi. Ngồi xuống ăn đàng hoàng đó, giờ đi rồi đó. Ủa sao tự nhiên lại đó ngồi làm sao?
Rảnh không? Nó là rảnh mà. Nguyễn Thị Đại rảnh. Thôi, ôi giỏi quá. Đó, về chạy rồi đó, giờ đỡ đỡ đói, về chạy cà khịa rồi đó. À, cô chú ơi, bây giờ chay á, mới mua được hộp kẹo, bây giờ về cứ điếm kẹo miết ra nè. Để mày điếm kẹo cho cô chú coi đi. What color is that, chị đi? Red. Màu đó màu gì? Red. Red. Đúng rồi. Màu đó màu gì? White. Bang. Đúng rồi. White là màu trắng đó con. Cái đó là gì? Trời ơi, wow. Sắp đã dữ vậy ta. Màu đó màu gì á? Màu đó màu gì? White. Màu gì nữa? Màu gì nữa? Trộn gì không? Purple. Oh, purple. Good job, Jaden. Purple. Màu gì đó? Màu gì đó? Màu màu gì? Màu gì? Màu gì? What color? Black. Hả? Màu gì á? Purple. Purple. Màu tím. Màu tím. Đúng rồi. Màu tím hoa cà. Màu tím. Màu tím. Màu tím. Tím liệm luôn. Purple. Gì vậy? Rớt rồi phải không? Thấy chưa? Ai mượn con? Ai mượn con? Đếm coi mấy cây. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, đây mày lụm cho, đây mày lụm cho, đây mày lụm cho. Rồi, giờ em đếm đi, đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cục kẹo rồi. Đếm thêm đi. 9, what color is that? Thấy chưa? Thấy chưa? What color is that? Green. Green, đúng rồi, giỏi quá. Cô chú thấy chay giỏi chưa? Right. 9. Rồi thêm cục nữa thành 10. Ô ô gì mà ô ô. Black. Oh, what color is that? Purple. Purple, good job, chị đi. Màu tím. Black. Cô nói màu tím. Màu green. Tím. Thôi đừng thải, đừng thải, đừng thải. Thải hư mất rồi sao, mất kẹo làm sao. Con nó màu tím. Màu tím. Rồi bây giờ con đếm này. 1, 2, 3. Đếm đi. 6. Màu gì? White. White. White là màu gì? Màu trắng. Màu trắng. Đúng rồi. Màu trắng. White. Gì, 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 nói gì? White. White gì? Mày chùi mũi con cái coi coi. Gì mà mũi. Đó, cô chú thấy chị giỏi chưa? Cái hộp này là chị chơi cho tới sáng luôn. Tại vì là nó ham cái hộp này lắm.